vận hạn năm 2023 của tuổi Hợi, gặp khó có quý nhân phù trợ, thuận lợi đủ đường. Tiếp nối các khí từ tử vi tuổi Hợi năm Nhâm Dần 2022. Sang năm Quý Mão 2023, đường số đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Luận về công việc, nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, bản mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn có thiện cảm với bạn ngay từ lần đầu tiếp xúc. Các mối quan hệ xã giao hòa hảo giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Thời điểm này, bạn có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, vừa để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vừa tạo cơ hội để phát triển và phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Luận về tài chính, tình hình tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu phát triển đáng mừng. Bạn biết giữ chữ tín, tạo nên lòng tin ở nơi khách hàng, khiến quy mô làm ăn ngày càng mở rộng. Hãy luôn nắm bắt xu thế của thị trường để vạch ra những hướng đi phù hợp. Tin rằng với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Luận về tình cảm, chuyện tình cảm êm ấm do cục diện ngũ hành tương sinh tác động. Nếu còn độc thân, bạn có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Nhờ thế mà bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, mở ra nhiều cơ hội tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn biết thông cảm và cổ vũ nhau tiến về phía trước. Luận về sức khỏe, do tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe của người tuổi Hợi xảy ra không ít vấn đề, cần chú trọng đến phương diện này nhiều hơn. Cần thiết nhất là chú ý khâu đi đứng để tránh tai nạn bất ngờ. Xem vận hạn tuổi Hợi năm 2023 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi năm Quý Mão 2023 dự báo sự nghiệp của người tuổi Hợi đạt được những bước tiến nhanh chóng trong năm nay. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm, chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm 2023 này, người tuổi Hợi xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, còn nhấp này đối xử tốt với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí những khó khăn, thách thức xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt đầu guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong năm không chỉ phải toàn những điều thuận lợi, có ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy xung quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được. Từ đó kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều mà con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. 2. Luận về phương diện tài chính. Người tuổi Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui về vận trình tài lộc trong năm Quý Mão 2023 này. Do cục diện tam hợp giúp sức, bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn kinh doanh giữ được chữ tín cho mình nên có được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm bắt thời cơ để mở rộng mạng lưới quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải vất vả. Song vì bạn luôn nỗ lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu khiến đồng tiền đổ về tuổi nhanh chóng hơn hẳn mọi người khác.
Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn, nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra, người tuổi Hợi cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông kẻo gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn tiền thuốc men chạy chữa, vừa tổn hại cho cơ thể. 3. Luận về phương diện tình duyên. Vận trình tình cảm của người tuổi Hợi xuất hiện nhiều điểm sáng, bạn có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc, vì thế hãy mở cánh cửa trái tim. Đừng tự nhốt bản thân trong thế giới riêng mãi. Với người độc thân, ngũ hành tương sinh giúp cho con giáp này có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng tham gia các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Có thể thông qua những buổi gặp mặt này, bạn sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Khi có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn hãy gạt bỏ những trăn trở và băn khoăn để có thể cho đối phương một cơ hội. Thông qua quá trình trò chuyện, trái tim bạn sẽ tự đưa ra được câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ ở tương lai. Với những ai đã có đôi có cặp, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thách thức trong cuộc sống. Trong năm 2023 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Đáng tiếc vì tình hình sức khỏe của người tuổi Hợi không lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, người tuổi Hợi cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần phải nghỉ ngơi đúng lúc, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan tới xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn tới tai nạn gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Xem tử vi năm 2023 cho từng tuổi Hợi. Tuổi 1, tuổi Hợi, sinh năm 1959. Tử vi năm 2023 không có nhiều biến động đối với người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, hàng xóm xung quanh, nên có công việc gì quan trọng cũng được mọi người xung quanh giúp đỡ. Tình hình tài chính ổn định, bạn sống khá thoải mái nhờ có số tiền tiết kiệm trong suốt những năm tháng trước đây. Một số người còn xem xét việc đầu tư vào những lĩnh vực mình quen thuộc hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh phụ thuộc vào khả năng của mình. Gia đình nhìn chung hài hòa, yên ổn, bạn được tận hưởng những ngày tháng yên bình bên người thân của mình. Khi gặp vấn đề nào khó khăn, bạn có thể trao đổi thêm với nửa kia hoặc con cái của mình. 2. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Có khá nhiều cơ hội mở ra đối với người tuổi Tân Hợi. Nếu bạn chủ động nắm bắt và không đầu hàng trước những thách thức, thì cơ hội được thăng chức, tăng lương nằm trong tầm tay. Bạn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của đồng nghiệp, bạn bè. Với vốn kinh nghiệm phong phú, người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu về một khoản bộn tiền. Con giáp này nắm rõ những biến động của thị trường nên luôn có những quyết định chính xác, thậm chí là người dẫn đầu xu thế. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cần quan tâm hơn tới nửa kia và con cái của mình. Chớ vì công việc bận rộn mà thờ ơ với những người thân thiết. Hãy dành thời gian trò chuyện với mọi người để đôi bên có thể san sẻ niềm vui, nỗi buồn. 3.
tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Nếu người sinh năm Quý Hợi, bản mệnh cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với cả những cơ hội cũng như khó khăn sẽ xảy đến trong năm Quý Mão 2023. Mọi kế hoạch tiến triển không quá suôn sẻ như dự đoán đòi hỏi bạn phải thật quyết tâm và vững lòng tin vào bản thân mình. Đôi khi những thị phi, mâu thuẫn có thể xảy ra, song bạn cần nhắc nhở mình giữ bình tĩnh, chớ hành động theo cảm tính khiến mọi chuyện càng thêm khó giải quyết hơn. Khi về già, bạn cũng nên để công việc ở bên ngoài, không nên trút những áp lực công việc lên đầu các thành viên trong gia đình, hãy trao đổi, tâm sự với mọi người nhiều hơn. Gia đình chính là nơi tiếp thêm động lực cho bạn để bạn vững vàng tiến về phía trước. 4. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Với những người tuổi Ất Hợi, trong năm 2023 này có nhiều cơ hội mới cần phải sẵn sàng nắm bắt. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và thử sức mình trong những môi trường mới. Có như vậy, bạn mới có thể phát huy được khả năng tiềm ẩn của mình. Phương diện tài lộc không có nhiều biến động. Bạn nên dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức đầu tư, kinh doanh và áp dụng vào thực tế để kiếm tiền về nhanh chóng. Bên cạnh đó, cần giữ gìn sức khỏe để tránh hao tổn sức khỏe. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, các cặp đôi trẻ tuổi cần bao dung cho nhau để mối quan hệ thêm bền chặt. Với những người độc thân, hãy nhiệt tình tham gia vào các cuộc gặp gỡ bạn bè, bạn có cơ hội gặp được người như ý. 5. Người tuổi Hợi sinh năm 2007. Đối với người tuổi Đinh Hợi, trải qua một năm 2023 khá êm đềm và thuận lợi. Việc học hành tiến triển đều đều, bản mệnh đã có ý thức hơn trong việc không cần cha mẹ phải tốn quá nhiều công sức nhắc nhở và lo lắng. Các mối quan hệ bạn bè rộng rãi cũng giúp cho người tuổi Đinh Hợi tìm được sự vui tươi, hăng hái khi tới trường. Hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, bạn cũng sẽ được mọi người quan tâm và giúp lại, đỡ lại khi vướng phải khó khăn. Việc chi tiêu cần phải chú ý một cách hợp lý, tiết kiệm, không nên đua đòi chạy theo bước chân của người khác. Tốt nhất hãy tiêu pha đúng với những gì mình đang có. 6. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Bước sang năm Quý Mão với vận khí hanh thông vây quanh, người tuổi Đinh Hợi sẽ đón một năm nhiều cát lành, ít xáo trộn trong cuộc sống. Đương sổ được gia đình, người thân quan tâm động viên kịp thời khi tâm trạng xuống dốc, vì thế mà gia đạo hài hòa, trong nhà, ngoài ngõ vui tươi, rất ít xảy ra xung đột. Có điều sức khỏe xảy ra không ít vấn đề do tuổi tác đã cao, người tuổi Đinh Hợi nên chú ý và chú trọng bồi bổ bản thân nhiều hơn. Đi lại cẩn trọng, đề phòng vướng tai họa, tai bay vạ gió do ngũ quỷ hung tinh xui khiến. Nếu đi xa, cần có người hỗ trợ để xử lý tình huống cấp bách khi cần thiết.